Chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái laptop của Google. Nó là Google Pixel Book mọi người. Cái mẫu laptop siêu mỏng và siêu đẹp, nó rất là đẹp và rất là bắt mắt luôn. Cái chỗ này dường như giống như kính vậy đó, rất là đẹp, full nhôm hết ở phía trên, ở phía dưới này chi tiết vuông vức và siêu mỏng. Cái máy thì đã đẹp rồi mà nó siêu mỏng mọi người, nó rất là chất lượng, 12.3 inch ha. Và đặc biệt cái Google này nó chạy hệ điều hành Google Chrome, thêm nữa là có thể cài Win cho nó được luôn. Từ từ mình sẽ view rõ ràng và mình báo rõ ràng cái thông số cũng như cái chi tiết của máy nha. Máy có thể gặp cảm ứng như thế này mọi người, siêu mỏng luôn. Đây ha mọi người, sau khi mình gặp lại nè, nó rất là đẹp. Cái phần phím, phím này là zin phím quốc tế luôn, full nhôm hết toàn bộ. Đây, rất là đẹp. Và cái phần chuột thì rất là bóng và mịn nha mọi người. Cái phần trắng ở giữa, còn hai cái bên này là cái màu của nó là cái màu kem á, chứ không phải là nó ố gì đâu. Cái màu của nó là zin cái màu kem luôn. Cái màu ha mọi người, chứ máy là khá là đẹp. Cái phần này thì mình xoay ngang xoay dọc gì và mình đang đăng nhập Gmail vô chạy hệ điều hành Chrome. Ra ở ngoài ha, cái màu sắc rất là đẹp và mịn, và mình sẽ quay sơ cái ngoại hình, sau đó mình sẽ quay cái cấu hình nha. Đây mọi người, quá chi là mỏng, siêu mỏng luôn, siêu mỏng, mỏng như cái máy tính bảng vậy, rất là chất lượng đẹp mọi người, full nhôm, cái mẫu đẹp lắm. Sạc Type C, cái này là tai nghe. Bên này là ngõ kết nối Type C, mọi người thấy nè, cái góc cạnh rồi đó. Nó siêu mỏng ha, mình quay vậy mình nghĩ là chắc mọi người sẽ thấy nó cũng không có được mỏng, nó dày, nhưng thật sự nó mỏng lắm luôn á, nó mỏng cực kỳ mỏng. Webcam đầy đủ và mình giới thiệu đến cái cấu hình ha. Cái này là nó đang chạy hệ điều hành Chrome OS đó mọi người, và nó là chạy chip i7 thế hệ 7 ha. Cái thế hệ 7 này là 7i75 này là nó nằm ở trên những cái dòng, nó không phải chip Core M này, nó là chip Core i mọi người. i7 thế hệ 7 ha. Trên những dòng tablet thì nó hay như vậy. Và RAM 16 GB, đặc biệt SSD là tới 512 lận. Là đây là nó có hỗ trợ là cài dạng như cài Win để sử dụng Win luôn á mọi người, chạy song song. Mình không biết có chạy song song hay không, nhưng mà nó chạy hệ điều hành, nó đang zin của nó là chạy hệ điều hành Chrome của Google Pixel, mà Google Pixel này mình có thể cài Win được luôn. Đây mọi người, mình cũng tìm hiểu mà, tại vì mình thấy SSD nó quá nhiều, thường thường là nó chỉ có ba mấy 40 GB trên những cái dòng Chrome thôi, nhưng mà nó còn cái này là SSD quá nhiều, cho nên là sẽ chạy được Chrome á, nên người ta có nói luôn. Nhưng mà thực sự là mình chưa nghiên cứu cách cài, mình không biết cài như thế nào, và mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái model này để mọi người cài Win ha. Còn mình bán theo tình trạng là nó đang chạy Google Chrome. Người ta cũng có nói về cái dòng này rất là nhiều luôn, và người ta hướng dẫn cho mọi người sử dụng, hướng dẫn cho mọi người cài luôn. Đây là mình lưu ý mọi người là những ai rành thì mình mới mua thôi nha mọi người, còn những ai không có rành về hệ điều hành Chrome này hoặc không biết cài thì mọi người chỉ tham khảo, mọi người vào kênh mình mọi người tham khảo cho vui, ủng hộ mình một lượt xem cũng được. Còn đây á là nó về sau thì mình sẽ view rõ ràng và mình để như vậy để mình bán và mình báo giá cho mọi người ha. Hiện tại nó chạy Chrome á thì mình thích làm gì mình làm, mọi người cứ vô CH Play giống y như là cái mình đăng nhập Gmail mình vào rồi, giống như là chạy trên mấy cái Android rồi vậy đó. Cứ vậy là sử dụng nè, Zalo, Facebook, mọi thứ trong cái Google, trong cái cửa hàng Play có gì là mình có đó, và mình sử dụng như một cái Android thôi. Trên Google có tất cả mọi chức năng, từ game gút tới mọi thứ. Còn mình muốn cài Win thì mình nghiên cứu cái cách cài Win thôi mọi người. Cái này thì thật sự mình không có nghiên cứu, tại vì cái Pixel này về có một con nè, nghiên cứu rất là mất công luôn, có một con như thế này thôi. Đợt sau sẽ có vài con nữa, nhưng mà nó cũng lâu nó mới về, tại vì ở bên Nhật chỉ mới báo hôm qua hôm kia thôi, cho nên là mình nghĩ là cũng còn khá lâu, phải cả tháng nữa mới về lại. Còn con này thì là về cái con đầu tiên để xem mẫu á, nhưng mà cho nên đó là mình cũng sau thì mình sẽ view lên như vậy mọi người ha. Máy thì zin đét kèm sạc zin, và mình báo giá mọi người ha. Cấu hình là i7 thế hệ 7, RAM 16, SSD 512, màn hình 12.3 inch, kèm sạc zin, và hiện tại đang chạy hệ điều hành Chrome ha. Cài Win thì những cái khách nào rành thì khách tự cài Win, mình không có hỗ trợ cài Win, tại vì mình không có biết, tại vì về ít, không có số lượng nhiều, cho nên mình không có bỏ thời gian để tham khảo cái này nhiều, cho nên là mình báo mọi người giá cực kỳ tốt, có 6 triệu 7 thôi. Ai chốt thì inbox mình, 6 triệu 7 trải nghiệm một cái con Pixel Google Book, nó rất là chất lượng luôn mọi người, rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn á, đẹp đẹp, cái mẫu phải nói là rất là mê luôn, của con laptop là rất là, thật sự rất là đẹp. Rồi ai chốt thì inbox mình ha, 6 triệu 7. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.